chân này, rõ ràng này, đặt hai tay ở phần đùi đấy nha, đây, đặt hai tay ở phần đùi, lấy cái tay đặt vào đùi làm đà để mình kéo ra, mình thu về, đây là kéo cả hai, kéo ra thu về, kéo ra thu về, rồi bây giờ cũng cái đà như vậy, cũng kéo ra như thế, nhưng mà mình sẽ nghiêng nhiều lực về bên trái, mình sẽ kéo sang, nó sẽ là đường chéo, không còn là phía trước phía sau nữa. À, để kéo cái này lên mình sẽ nhìn thấy rõ hơn. Ra phía trước, đây là ra phía trước, còn đây là ra bên trái nhả về, đây là ra bên phải nhả về, bên trái nhả, bên phải nhả, trái nhả, phải nhả, tất cả cái này đều diễn ra trong quá trình với cái vai xoay, vai đặt xuống, vươn cao ngực lên, thì nó sẽ có hai cái xương sườn này nó lộ ra, đây chính là lúc mà mình căng hết người, còn nếu như mà không căng thì nó sẽ bị bụng bụng béo béo, à, toàn mỡ đấy, thấy chưa? Rồi bây giờ kéo nó lên này, kéo lên, xoay vai đặt xuống, phần lườn hiện ra là đúng, và đẩy ra phía trước, làm quen với cái chiều phía trước, sau, trước, sau, trước, sau, trong cả quá trình đó hai cái lườn nó vẫn cứ hiện hữu ở phía trước. Rồi bây giờ đẩy sang trái về, đẩy sang phải về, đẩy trái về, đẩy phải về, và bây giờ nhìn sang hướng này, nếu như người xuống thì bụng nó lên, được chưa? À, đẩy ức lên, xoay vai đặt xuống, lộ xương sườn, và bây giờ sẽ là đẩy từ trước ra sau, trước sau, trước sau, nếu như mà aerobic thì người ta sẽ có chú trọng cái đằng sau và đằng trước, đằng sau và đằng trước, nhưng bộ môn dance sport thì chỉ chú trọng cái phần trên, lên hết có thể và về vừa, lên hết có thể và về vừa, khi về vừa tức là mình thẳng cái người ở giữa chứ mình không đặt hẳn về đằng sau, và bây giờ xoay vai đặt xuống, chốt ở vị trí này, đẩy chéo về, đẩy chéo về, đẩy chéo về, chéo sang một bên, nếu như mà nhìn hướng này, đây là hướng chéo, sẽ là đẩy chéo về cái hướng mà mình đang dự định ở đây, về, đẩy chéo sang, đẩy chéo sang, và liền làm liên tục như thế là mình sẽ có một cái gọi là out. Out là out cái phần này ra, tức là giãn cái phần này ra, đưa nó ra hướng trước. Cái này là in, tức là khi chúng ta thu hẳn người về vừa ngang. Đây là out, đây là in, out, in, out, in, out, in. Đấy là khi mà chúng ta xem những clip trên mạng của các kiện tướng quốc gia, kiện tướng quốc gia thế giới, bao giờ người ta cũng sẽ nói là out là ra ngoài này, out, in, out, in, out, in, thì mình cũng gọi là vươn ra, về, vươn ra, về, nhưng theo đường chéo. Để làm gì? Để khi mình chuyển động, nó sẽ là một hình số 8, số 8 của ngực, chứ không phải là lúc nào cũng đưa cái bụng ra. Đây chính là cái chiều mà mọi người rất hay gặp phải, đấy chính là bụng, bụng đưa ra, không phải, mà là chéo, chéo, về, chuyển chéo, về, chuyển trái, về, chuyển phải, về, chuyển trái, về, chuyển phải, về, trong quá trình đấy hai cái vai luôn luôn được đưa ra đằng sau, để giống như mình một là một con diều hoặc là một cái cánh cung ấy, lúc nào mình được ưỡn ra phía trước, được đẩy ra phía trước, chỉ có điều không phải là đẩy thẳng, đẩy cân bằng, mà là đẩy chéo, một bên nhiều hơn, một bên đè nhiều hơn và một bên ít hơn, chứ không phải thế này, thế này là lệch, luôn luôn cân bằng. Cơ thể con người sẽ trở thành một cái đường chéo, luôn luôn nó là đường chéo. Khi mà bên này giãn ra thì cái vai bên này nó sẽ được đè xuống, bên này thu vào, để luôn luôn duy trì cái trạng thái cân bằng ở đây. Và ngược lại. Trước và sau, trước và sau, trước và sau. Trong quá trình xoay như thế, nếu vô tình nhìn vào gương mà thấy như thế này, bụng như này, chứng tỏ một điều, vai chưa lên hết, vai chưa xoay và ức chưa lên hết, thì nó sẽ có cái phần béo 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 ra thế. Rồi bây giờ khi mà đẩy ra được rồi mà thu về,
mà thấy người nó cũng y hệt như vậy, chứng tỏ một điều là mình chưa đang thụt là một và đưa ra sau nhiều quá, đưa ra sau nhiều quá không tốt nha, không tốt về về thẩm mỹ. Đấy là cái đầu tiên, luôn luôn là ra càng trước càng tốt, đưa về trước trước chéo, và đây là cái chiều mình có thể làm trước xa về xa về. Và cái này là được áp dụng khi mà mình xoay, mình sẽ là hít vào một bên và xoay sang sau, hít vào xoay ra, hít vào xoay ra, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở,